được coi nhật bãi.com. Chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần về cho anh em câu cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 35.000 trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy nha. 0794559193. Em xin phép lên cần. Rồi. Em xin phép em có bán JPE nha. JPE X8 này. Giá mấy dòng này là câu rất là bền luôn. Rất là bền luôn nha. Bền. Và em nhập được giá rẻ nên em bán cho anh em là mỗi cái anh em lời 5.000. Là em bán cái này là 65.000 một cuộn và PE dài 100m nha. 4.5 tải được 30 kg cá nha. Rồi. Và 3.0 cước số 3 chứ, cước số 3 tải được là 22,5 kg là 0.28 nha, cước số 3. Tiếp tục cước số 5 là 0.37 nè, tải được 36 kg nha, JPE đồng đều đồng giá, em bán đồng giá là 65.000. Rồi, và em có bán đây. Cước cua nhện là 0.40. 0.40 này là một cuộn này là giá là 40k. Cước nhện thì rất là bền rồi, siêu nhện, cua nhện. Anh em mà câu loại này thì rất biết. Siêu bền 40k một cuộn nha. Giá thị trường nằm tầm mấy. Rồi, và hộp lưỡi câu số 12, 14, 15. Rồi, anh em chọn size nào nha. Hộp này em bán 10.000. Một hộp này em bán 10.000 nha. Một hộp lưỡi câu bán 10.000. Rồi. Em có bán mồi lưu rê lóc. Mồi lưu rê lóc là mồi giấy hơi này. Màu nha, mồi dưa hấu nha. Loại này là rất là nhạy ở dưới màu đỏ này. Dưới màu đỏ thế này này. Dưới màu đỏ nha, màu đỏ rất là nhạy cá. Rất là nhạy cá nha. Rồi con mỗi một con này là 100k nè, màu lưu rê lóc 100k. Rồi. Em có bán phao thông minh. Phao thông minh là phao cua đài thông minh này, cái này chạy lên chạy xuống tùy theo mặt nước nha, gọi là phao thông minh. Rồi, con này là phao của Tây Anh Sơn này, cây này là bình thường là bán 46.000 á, 40 mấy ngàn á. 36 hay 40.000 gì đó. Rồi em bán cây này hôm nay là 20.000 nha, phao thông minh cua đài. Và phao cô lục. Phao cua lục này, phao cua lục, câu ngâm, câu lăn xê. Đấy. Phao này câu ngâm được lăn xê nha, nó rất nhẹ, cái này là bằng nhựa hết. Rồi, một cây này cũng giá 20k. Rồi. Rồi em xin phép lên cần. Đầu tiên em lên một cây cần tay. Một cây cần tay độ dài là 36 hàng đầu địa Nhật nha, chất liệu là phíp. Đây. Chất liệu là phíp. Hôm nay em bán cần tay là em kèm một cuộn nhựa nha, một hộp lưỡi câu và một phao thông minh thế này nha, một bộ thế này là 250k một bộ nha. Rồi, một cây cần 36 hàng nội địa nha, phao cần rất là đẹp. Rồi cây này là mã số 1, cứng là 1,5H, chất liệu phíp, đọc rút ra đây. Rồi, cây này 36, độ cứng 1,5H, chất liệu phíp, hàng nội địa Nhật. Rồi cây này để cho anh em giá là mã số 1. Mã số 1 này để cho anh em giá là một bộ này là 250k nha. Một bộ thế này là 250k. Rồi, mã số 1. Tiếp tục mã số 2 là gồm lưỡi, 250k là gồm lưỡi nè, phao này, nhạy nè, cước nhạy nè. Mã số 1, 250k. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 cũng là một cây cần tay giả trúc, độ dài là 36, chất liệu phíp nha, hàng Olympic Sapa. Đây, ngộ hình cần. Ngộ hình cần đây. Olympic Sapa nha, chất liệu phíp. Cái này
Nó là rắp khúc em nhầm. Rồi một cây cần tây 36 chất liệu phíp, cây này cũng hàng nội địa Nhật, hàng giả trúc này, hàng giả trúc rất là đẹp luôn. Rồi cây này cứng là mấy hát? Cứng 1,5 H chất liệu phíp. Đây đầu rút ra này, đầu rút ra này, đầu rút ra cũng rất đẹp luôn nha. Rồi một bộ này em vẫn bán cho anh em giá là độ dài 36 chất liệu phíp, hàng nội địa Nhật, cần tay giả trúc. Một bộ này là cũng bán cho anh em là 250k nha, mặt số 2 cũng 250k một bộ. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 là một cây càng 2 khúc chất liệu là phíp đặc siêu bền ngầu đồng cấu đá, tích hợp cho anh em lưu rê lóc cầu ngâm lân xe. Đây phát là phát thẳng vặn thế này nha, phát thẳng vặn, dàn phen là dàn phen inox. Đây dàn phen inox là 2 khúc inox thế này đây. Rồi mã số 3, 2 khúc chất liệu phíp đặc siêu bền ngầu đồng cấu đá, tích hợp cho anh em lưu rê lóc. Mấy loại này lưu rê là rất là sướng luôn, đồ cứng. Đây lưu rê lóc cán là carbon nha, cán càng carbon hay là anh em cầm rất nhẹ, lưu rê lóc thoải mái. Rồi loại này là siêu bền ngầu đồng cấu đá, rồi tải cá tầm 7 kg nha. Rồi mã số 3, mã số 3 2 khúc hàng nội địa Nhật, cây này hình của thằng đây qua. Rồi đây ngoại hình cần. Rồi cái này mã số 3, mã số 3 này để cho anh em giá là mã số 3. Rồi 250k. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 là một cây cần tây giả trúc 3 mét đẹp lung linh luôn, mới đẹp lung linh luôn nha. Đây. Mới lung linh luôn này. 3 mét chất liệu phíp nha. Rồi, em này là cứng là 1,5 H chất liệu phíp, độ dài 3 mét, đột rút ra mới long lanh luôn này. Đột rút ra mới long lanh luôn nha. Rồi. Mã số 4 vẫn bán bộ này, một bộ thế này nha. Một cần tay dài 3 mét gồm một cần một phao thông minh, một hộp lưỡi câu và một cước nhạy. Giá 250k, mã số 4 250k. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 là một cây cần tây giả trúc, độ dài là 3m4, một cây cần tây giả trúc nha, độ 3m4. Cây này là mấy dòng này là của thằng Shimano này, hàng giả trúc nha. Rồi mã số 5 này cứng mấy hát? Rồi mã số 5 này cứng 3 H, chất liệu phíp đọc rút ra này, cứng 3 H. Rồi em này cứng 3 H, độ dài 3m4, chất liệu phíp của thằng Shimano Japan. Rồi em này mã số 5 này để cho anh em giá là một bộ thế này cũng 250k nha. Một bộ này cũng 250k này. Mã số 5 250k một bộ. Một bộ gồm cước, nhện và phao thông minh. Rồi tiếp tục mã số 6. Mã số 6 là một cây cần tay giả trúc, độ dài là 3m4, chất liệu phíp. Để một tí nha. Rồi độ cứng là 1,5 H, chất liệu phíp nha. Đầu rút ra đây, đầu rút ra cũng rất mới. Đầu rút ra cũng rất mới nè. Đấy, phôi cần này, cần tay giả trúc, độ dài là 3m5 đi, 3m50. Đây một cây cần tay giả trúc, độ dài 3m50, chất liệu phíp nha. Hàng giả trúc, hàng nội địa Nhật. Rồi cây này mã số 6. Mã số 6 combo của nó cũng 250k luôn. Một combo nha, giả trúc, cước nhện, phao thông minh và lưỡi câu, một hộp lưỡi câu. 250k mã số 6. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 là một cây cần tay giả trúc, một cây cần tay giả trúc độ dài là 3m50, một cây cần tay giả trúc độ dài 3m50, chất liệu phíp nha. Đây ngoại hình cần có sơ xước xíu chỗ này nè. Rồi. Mã số 7 này cứng là 1,5 H. Đọc rút ra này, đọc rút ra hôm nay cần rất mới nha. Đọc vô cần này. Đấy. Rồi, mã số 7 chất liệu phíp, độ dài cây này là 3m50. Một cây cần tay độ dài là 3m50, chất liệu phíp này. Hàng giả trúc. Rồi. Một bộ thế này là gồm lưỡi câu, phao thông minh và cước cung nhện, 250k mã số 7. Combo nha. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 là một cây cần tay giả trúc, độ dài là 3m3. Đây anh em thấy nó giả trúc mà có vẽ luôn cái
cái mắt này, mắt rút luôn này. Đấy, cây này là của thằng Shimano nha. Cây này là của thằng Shimano, hàng này đánh hơi bị đỉnh đấy. Có một cái là nó về nó hơi bị tụt chảy ra này, chưa cúng lại nha. Đây, cái mắt luôn này. Rồi em này mã số 8, mã số 8 độ cứng cây này máy hát. Rồi mã số 8 độ cứng em này là 2H, độ dài cái này là 3.3 chất liệu phíp. Đây đọc rút ra này, mã số 8 3.3 chất liệu phíp. Rồi một combo một bộ thế này nha, một bộ thế này là combo cho anh em là siêu tiết kiệm là 250k này, một combo siêu tiết kiệm 250k nha. Mã số 8 250k. Một cây cần tay giả tốt, một phao thông minh, một cước nhạy và một lưỡi cao. Rồi mấy dòng này đánh rất bậy nha. Mấy dòng giả trúc á, thường thường là em thấy họ hay đánh chép, đánh trophy đồ rất là bền luôn. Rồi mã số 8 250k combo một bộ. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 là một cây cần mã số 9 là một cây cần hai khúc, chất liệu là phíp đặc siêu bền, nội đồng cổ đá, thích hợp cho anh em câu biển nè. Tay cầm là cán gỗ nha, bát là bát thẳng vặn nè, bát thẳng vặn kiểu inox thế này, dàn khoe cũng dàn khoe inox nè. Chống xước cước, chống ngầm mặt này, có bên này nó bị tụt một bay này. Nó chỉ một điểm dở là sau lâu ngày là cái này nó bị mục này. Để em anh em chốt thì em phải cúng lại nha, cúng chỉ lại rồi em gửi cho anh em nha. Rồi cây này mã số 9 hai khúc, chất liệu phíp đặc siêu bày, nầu đồng của đá, giá cây này là 250k. Mã số 9. Mấy loại này câu biển câu sông rất là ok luôn nha. Rồi mã số 9 250k. Rồi tiếp tục mã số 10. Mã số 10 là một cây cần tay. Một cây cần tay Hàn Quốc xuất Nhật, tèm tem vàng này, độ dài là 5.4. Đây anh em ngồi nhìn chất liệu phíp nha. Đây. Chất liệu phíp, độ dài 5.4 đây. Rồi em này mã số 10. Mã số 10 này cứng mấy hát. Rồi mã số 10 này cứng là 1.5H, chất liệu phíp, đọc rút ra này. Mã số 10 chất liệu phíp, đọc rút ra này. Rồi, cần mới long lanh nha, Hàn Quốc xuất Nhật 5.4, dòng tem vàng. Tem rất đẹp luôn nha, dòng tem vàng. Hàn Quốc xuất Nhật. Rồi, combo một bộ bao nhiêu à? Rồi, một bộ này combo nha. Combo bộ này là cần 5.4 và một bộ combo này là giá là 300k nha. 300k một bộ này. Combo nha. 300k. Cần mới lông lanh, gồm cước thông minh một 100 mét cước nhạy và hộp lưỡi cao nha. Một hộp lưỡi cao các size 12, 15 và 13. Rồi, em này mã số 10, combo 300k. Tiếp tục mã số 11. Mười một là một cây cần tay hàng Japan nha, độ dài là 36, chất liệu là phíp đâu, chất liệu là carbon pha này, chất liệu là carbon thường. Rồi một cây cần tay độ dài là 36, chất liệu là carbon thường nha. Đây ngoại hình cần 36 carbon thường. Bị kẹp cái đồ. Chờ em một tí nha. Rồi em này mã 11 độ cứng em này là 1.5H, chất liệu phíp, đọc rút ra này, đọc rút ra rất mới nha, đọc rút ra rất mới. Rồi cứng 1.5H, chất liệu phíp, độ dài là 36, hàng này là hàng carbon thường. Rồi cây này cũng combo cho anh em là giá em này là rồi carbon thường nha, carbon thường này để cho anh em giá là 400k. Mã số 11 carbon thường, độ dài cái này là 37, cứng 1.5H nha. À 36 chứ, 36 cứng 1.5H. Mã số 11 400k. Tiếp tục mã số 12. 12 là một cây cần tay. Một cây cần tay độ dài là 2.7, chất liệu là phíp đỏ nha. Một cây cần tay độ dài 2.7, chất liệu là phíp đỏ. Rồi, một cây hàng Japan độ dài 2.7, chạy khắc tem vàng rất đẹp này. Khắc tem vàng rất đẹp nha, độ dài 2.7. Rồi, em này mã số 12.
12 cứng mấy hát. Rồi em này cứng 3 hát này, mã 12 cần siêu nhỏ nhẹ nha. Phíp đỏ là nó nhẹ như carbon luôn á. Rồi mã 12 combo cần 2m7 và một bộ combo cước nhạy phao thông minh và lưỡi câu. Nên để cho anh em giá là 250k, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. 13 là một cây cần. Rồi, một cây cần tay. Độ dài là 4m50, hàng Suzumi dòng tem đỏ này. Dòng này là rất là VIP luôn. Câu rất là đỉnh luôn nè. Rồi. Cây này dòng này là rất là ngon luôn nè. Cứng là 1,5H, chất liệu phíp đầu rút ra nè. Đầu rút ra cũng mới long lanh luôn. Rồi, em này mã số 13, chất liệu phíp, độ dài là 4m50, hàng Suzumi, combo một bộ thế này. Một bộ thế này là gồm đây. Phao thông minh, lưỡi câu và cước nhẹ nha. Rồi, một bộ thế này để cho anh em giá cái này là 300k, mã số 13. 300k nha. Mấy dòng cần này là rất là VIP, ngon nha. Phổi cần rất là chắc chắn, Suzumi nè. Tem đỏ nha, cắt tem này. 4m50. Rồi. Tiếp tục mã số 14. 14 là một cây cần tay độ dài, một cây cần tay của thằng Daiwa Japan này. Đây, nè, anh em thấy đây tem đây luôn. Daiwa Japan độ dài là 2m65, chất liệu là phíp đây. Rồi mã 14. Mã 14 này cứng máy hát 14 cứng 1,5H, chất liệu phíp đọc rút ra nè. Đấy, đọc rút ra nè. Rồi, mã số 14, chất liệu phíp, độ dài là 2m65, là cho là 2m7 đi. Đây qua Japan, rồi combo một bộ thế này. Cần tay siêu nhẹ như carbon luôn, độ dài là 2m7. Đây qua một bộ combo 250k, mã số 14. Rồi, còn mấy cây, còn hai cây, một cây combo nữa nha. Đây. Tiếp tục là một cây cần tay giả trúc độ dài là 36 của thằng Korea xuất Nhật, gọi hình cần có xe xước nhẹ nhẹ thế này nè. Rồi, mã số 15, một cây cần tay giả trúc độ dài là độ cứng cũng 1,5H, cây này phôi cần, cây này nó không được đẹp lắm. Đây. Rồi, mã số 15. 15 độ dài là 36. Bộ dài là 36, rồi Korea xuất Nhật. Cái này cũng combo được, bộ này cho anh em giá là 250k. Một combo một phao thông minh, một phục lưỡi câu và một cước cung nhạy 250k. Mã số 15. Tiếp tục mã số 16. 16 là một cây cần tay giả trúc, bộ dài là 5m20, một cây cần tay độ dài 5m20 nha, chất liệu phíp, độ cứng cây này mấy hát. Độ cứng cây này là 1,5H, chất liệu phíp này, đọc rút ra này, đọc rút ra đây. 5m20 nha, chất liệu phíp, đọc rút ra này. Rồi, một cây cần tay độ dài 5m20, chất liệu phíp, hàng nội địa Nhật, khắc tem này, khắc tem nội địa Nhật nha. Rồi mã số hãng hôi nè. Rồi em này mã số 16. Một cây cần tay giả trúc độ dài là 5m20, mã số 16. Rồi combo luôn cho anh em giá là 330k đi. Một cuộn combo này này luôn cho là 330k. Rồi. Mã số 16 330k combo. Combo gồm một càng câu, một phao thông minh, một hộp cước và một hộp cước công nhận luôn nha, giá 100m. Rồi. Tiếp tục mã 16. 16 là một cây cần hai khúc carbon, thích hợp cho anh em lưu rê biển. Thích hợp cho anh em lưu rê biển nha. Rồi, cây này là hàng Thái Lan nha, made in Thái Lan nè. Thái Lan tem đỏ nè, mã code hãng hôi, độ dài là 2m4. Rồi, độ dài 2m4, đây qua Thái Lan. Đây qua Thái Lan nha. Rồi, cây này cứng 50. Cây này cứng 50 nè. Dàn khoan là full xích nè. Dàn khoan full xích thế này nha. Đây full xích thế này nha. Rồi, em này mã số 16, hai khúc độ dài là một độ dài là 2m4. Cái này độ cứng tương đương là 50 nha. Thích hợp cho anh em lưu rê biển. Lưu rê ở rừng U Minh 2m4. Rồi cái này để cho anh em giá là 1,4 triệu nha. Đây qua Thái Lan. Tách đây qua.
dạng phen là full CC. Đây qua Thái Lan nha. Dòng là carbon đời cao. Mã số 17, 1,4 triệu. Dòng carbon đời cao cực kỳ mịn luôn nha. Đây carbon này, cái này nó mịn nó xoắn này. Cái này carbon nó mịn nó xoắn xoắn này. Tiếp tục mã số 17. 17 là một cây cần cần sút. 17 là một cây cần sút độ dài là một cây cần sút hàng Shimano Japan, pad là pad Fuji này. Đây ngoại hình cần, tay cầm là carbon này. Tay cầm cán nhựa carbon nha. Pad là Fuji Six. Đây vàng khoen. Vàng khoen là ở xứ xám, mới tanh luôn này. Đấy. Vàng khoen cực kỳ đẹp luôn này. Rồi cái này cứng mấy hát. Rồi em này cứng là 27. Cứng 27, độ dài 27, hàng Shimano Japan, ngoại hình cần thì thôi, đẹp khỏi bàn luôn. Rồi mã 17. Mã 17 này để cho anh em giá là 17. Cần tay Shimano độ dài 27, đây Shimano nha, Holiday Spin. Rồi giá em này 330k, mã số 18. 18 chứ. 330k. Tiếp tục mã số 19. 19 là một cây cần ISO khoen nhỏ. 19 là một cây cần ISO khoen nhỏ nha, đầu 3 độ dài là 5m, đầu 3 nha, độ dài là 5m3. Đây, rồi. Rồi, em này là của thằng Daiwa này, pad là Fuji nha. Pad Fuji này, pad Fuji, dạng khoen này. Dạng khoen Fuji dạng khoen Fuji này. Dạng khoen Fuji nha. Đây, rồi, đầu rút ra này. Đầu rút ra chất liệu là carbon sống vòng, chất liệu là carbon sống vòng. Rồi em này mã số 19 chất liệu là carbon sống vòng. Độ dài em này là 5m3, đột 3 hàng Daiwa Japan. Cần đột ra rút ra rất đẹp. Rồi em này mã số 19 chất liệu là carbon. 19 carbon nha. Rồi. Cái này để cho anh em giá là 1 triệu nha. Cái này giá 1 triệu, ISO khoen nhỏ, độ 3, độ dài 5m4, đây qua Japan, ngoại hình cần có sơ xước nhẹ. Rồi, cũng có một bộ combo thế này nha, ISO cũng combo y như đây, cần tay trợ máy, ISO khoen nhỏ, một bộ combo này cũng luôn nha, giá 1 triệu, mã số 19. 1 triệu. Tiếp tục mã số 20. 20 là một cái cần 2 khúc Henchy, một cái cần 2 khúc Henchy chất liệu là carbon thường. Đây. Hai khúc Henchy chất liệu là carbon thường nha, pad là pad thường này, dàn phen này. Dàn phen thế này nha. Phen xứ xám. Phen xứ xám này, cần Henchy. Henchy này là kiểu Ikeda ấy, giống như Ikeda vậy. Rồi mã 20. Mã 20 này để cho anh em giá là 1,8 cứng 20 nha. Hai khúc 1,8 cứng 20. Chất liệu fib. Đây, rồi cái này ai chất liệu là carbon thường chứ. Rồi cái này để cho anh em giá là 400k, mã số 20. Chất liệu là carbon thường nha, đây. Rồi. Tiếp tục mã số 21. 21 là một cái cần ISO khoen nhỏ, pad Pusi, dạng khoen là Pusi ISO nhỏ. Rồi, cái này là độ dài 4,80 ISO khoen nhỏ. Ngoại hình cần thì đây. Ngoại hình cần đây nha, rồi dạng khoen đầu rút ra này. Rồi, độ này cứng là máy hát. Mã số 20. Mã số 20 21 chất liệu fib, độ dài là 4m50. ISO khoen nhỏ, đột 3, cần tay cỡ máy, chất liệu fib. Rồi, cái này để cho anh em giá là 330k. 330k nha. 330k ISO khoen nhỏ, cần tay cỡ máy. 330 cầm đây. Combo luôn bộ thế này nha. ISO khoen nhỏ, cần tay cỡ máy, một bộ thế này là 330k. ISO khoen nhỏ. Khoen vắt Fuji cần mã số 21 330k. Tiếp tục mã số 22. 22 là một cây cần sút. 22 là một cây cần sút độ dài 3m. Rồi một cây cần sút của thằng Daiwa này, sút power pad Fuji, dạng khoen này, dạng khoen lỡ xứ xám, dạng khoen lỡ xứ xám thế này nha. Rồi cứng mấy hát. Rồi em này cứng 27, độ dài là 3m, thích hợp cho anh em câu ngâm lăn xe. Ngoại hình cần thì rất là đẹp mới luôn. Rồi đây qua pad Pusi. Rồi cái này để cho anh em giá là cứng 27, độ dài là 3m,
Rồi cái này để anh em giá là 350k, mã số 22. Tiếp tục mã số 23. 23 là một cây càng sút. Một cây càng sút hàng nội địa, một cây càng sút hàng nội địa Nhật nha. Một cây sút hàng nội địa Nhật này chất liệu là phíp đỏ. Chất liệu phíp đỏ, ngoại hình càng có sơ xước nhẹ. Càng này cầm rất nhẹ luôn. Rồi cây này là độ dài là 4m. Độ dài là 4m nha, dàn khoen đây. Dàn khoen đề ba là Fuji sứ trắng. Fuji sứ trắng thế này nha. Rồi còn khoen lại là khoen sứ xám. Rồi em này mã số 23. 23 này cũng cứng 27, độ dài 4m, chất liệu là phíp đỏ cao cấp. Đây, rồi cây này để cho anh em giá là 500k nha. Ngoại hình cần thì có vị sơ xước nhẹ nhẹ, mấy cái điểm này sơ sơ thôi. Còn lại là rất đẹp. Rồi mã số 23, 500k. Tiếp tục mã số 24. 24 là một cây cần ISO khoen nhỏ. 24 là một cây cần ISO khoen nhỏ Pat Pussy, dàn khoen là Pussy ISO nhỏ lỗi xíu xám. Ngoại hình cần có sơ xước chăm chăm nhiều nè. Đấy. Sơ xước chăm chăm nhiều nha. Rồi Pat Pussy, dàn khoen là Pussy ISO nhỏ. Cái này cứng bao nhiêu? Rồi, đột. Đột 3, độ dài là 4m50, chất liệu phíp đột rút ra nè. Rồi, một bộ combo cái bộ này là rồi. Rồi, mã số 24, ISO khoen nhỏ. ISO khoen nhỏ cần tay trợ máy, ngoại hình cần có sơ xước nhiều nè. Ngoại hình có sơ xước nhiều nha. Rồi, bộ combo thế này là để cho anh em giá là 320k một bộ combo thế này nha. Gồm một cước cung nhạy, một hộp lưỡi cao và một phao thông minh. ISO khoen nhỏ cần tay trợ máy. Độ dài 4m50. 320k, mã số 24. Tiếp tục mã số 25. 25 là một cái càng ISO khoen nhỏ. 25 là một cái càng ISO khoen nhỏ, chất liệu là carbon sống vòng, pad là Fuji, dàn khoen đây, Fuji ISO nhỏ. ISO khoen nhỏ. Rồi, rồi, độ dài 3m50 nha, đầu rút ra nè. Đầu rút ra là chất liệu là carbon sống vòng nha. Ngoại hình càng thì rất mới. Chưa lau chùi ra là mới tinh luôn nha anh em. Rồi, ISO khoen nhỏ càng tay trợ máy, độ dài là đột 3, độ dài là 5m35, rồi chất liệu là carbon. Rồi cái này để cho anh em giá là 1 triệu nha. 1 triệu gồm combo là một cước nhạy, một hộp lưỡi câu và một phao thông minh. Giá là 1 triệu nha. Chất liệu là carbon, hàng nội địa Nhật. Chất liệu là carbon sơn bằng. Ngoại hình cần là rất mới, lau tới tay anh em xem là mới long lanh luôn. Mã số 25. 1 triệu. Tiếp tục mã số 26. 26 là một cây cần sút, độ dài là pad pussy, dàn khoen là ở xứ xám, dàn khoen là ở xứ xám thế này nha. Sút cứng 25-27. Sút cứng 25-27, độ dài là 3m30, chất liệu phíp đột rút ra nè. Rồi, cây này mã 26. 26 sút cây này là để cho anh em giá là 400k nha, ngoại hình cần có rút ra có sơ xước. Nhưng mà có cái lau chùi lại là nó cũng nước sơn nó còn rất mới nha. Rồi, hàng Shimano Span số 2 nha. Số 2 của thằng Shimano này, đây các em hình như là số 2 đây. Hai chữ Nhật này. Shimano Pat Pussy, dàn khoen đây. Khoen là ở xứ xám. Rất là đẹp. Rồi. Em này 400k, mã số 26. Tiếp tục mã số 27. 27 là một cây cần tay, rồi. Một cây cần tay chất liệu là carbon, độ dài là 3m6, chất liệu là carbon sống vòng này. Ngoại hình cần là mới long lanh nha. Chất liệu là carbon sống vòng, độ dài là 36, cần mới long lanh. Rồi. Em này là cứng mấy hát? Rồi em này là cứng là 1,5 hát. Đọc rút ra nè. Đọc rút ra nè. Đọc rút ra nè. Rồi. Cái này là combo luôn cho mấy anh em nha. Combo cho mấy anh em là một cây cần tay. Một cây cần tay Hàn Quốc xuất nhập, chất liệu là carbon sống vòng, cần mới long lanh. Rồi một bộ combo thế này là 550k, 550k một bộ combo carbon nha. Đây carbon sống vòng này, Hàn Quốc xuất nhập nha. Mã số 27, 550k. Tiếp tục mã số 28. 28 là một cây càng sút. 28 là một cây càng sút nè. Một cây càng sút độ dài 2m7, pad pussy, dàn khoen là ở xứ xám. Đây, dàn khoen là ở xứ xám thế này nè. Rồi mã 28, độ cứng cây này bao nhiêu? Độ cứng cây này 27, chất liệu phíp đọc rút ra. Rồi mã 28, pad pussy,
và khoan lở xứ xám, độ dài 2m7. Rồi, cây này để cho anh em giá là 300k bát pusi, dàn khoan đây lở xứ xám 300k, mã số 27. Sụt 28 chứ, 28 300k nha. Chất liệu phíp. Tiếp tục mã số 29. 29 là một cây cần ISO khoan nhỏ. 29 là một cây cần ISO khoan nhỏ, độ dài là 4m50 của thằng Waco này, hàng Japan, Pat Pusi FF6 nha. Đây ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, chất liệu phíp. Đây ngoại hình cần có sa sút nhẹ nhẹ thế này nha. Đây. Độ cứng cây này mấy ha? Độ cứng cây này là đầu 2, độ dài là 4m50, hàng Waco, hàng màu điện nhạt. Rồi, mã số 29. 29 này để cho anh em giá là 29, có sa sút nhiều này. Đây có sa sút đây. Đây đây. Rồi. 29 này có sa sút đây. Rồi 29 này combo cho anh em một bộ này là 301 nha. Một bộ này là 301 ta 310k này. Gồm có một hộp lưỡi câu, một phao thông minh 36.000 nếu giá thị trường, còn em bán là 20.000. Rồi mà một hộp cước cung nhện là 40.000. Tại em bán giá thị trường thì nó dao động khoảng 90 đến 100.000. Rồi. Một bộ thế này là 310k nha. Mã số 29. Tiếp tục mã số 30. 30 là một cây cần sút. 30 là một cây cần sút Pat Pusi FF7, dàn khoan đây. Dàn khoan xứ xám đây, độ dài là 3m nha. Cây này cứng bao nhiêu? Rồi cây này cứng 25 27, độ dài là 3m. Này. Dàn khoan là khoan dẫn thế này nha, Pusi. Rồi, Olympic Japan, độ dài 3m, Pat Pusi. Dàn khoan là Pusi xứ xám, xứ trắng chứ. Pusi xứ trắng thế này nha. Rồi, ngoại hình cần thì cũng rất đẹp luôn. Rồi giá em này là 500k nha. Giá em này là 500k. Sút chất liệu là phíp. Cây này nó rất là xịn luôn nha, có cục đấu trọng này. Dòng mấy dòng này phíp này. Phíp rất cao cấp nha. Nó có cục đấu trọng này. Cục đấu trọng này anh em mà câu nhiều mới biết là cục đấu trọng là gì. Rồi mã số 30, mã số 30 là 500k. Tiếp tục mã số 31. 31 là một cây cần tay hàng Shimano Japan. Một cây cần tay đây. 31 là một cây cần tay Shimano Japan này. Chất liệu là Super Carbon nha, carbon dòng Super này, độ dài là 5m25 thì cho 5m30 luôn đi. Đây, ngoại hình cần. Ngoại hình cần chỉ cần lau chùi ra là mới long lanh luôn, cầm tới tay anh em mà không mới là không ăn tiền luôn. Đây. Mới long lanh luôn nha. Rồi độ cứng cây này mấy ha? Độ cứng cây này là 1,5H, chất liệu phíp đọc rút ra này. Đọc rút ra này, rất là đẹp nha. Cần này mà tới tay anh em là mới long lanh luôn nha. Mã số 34. Chưa lau chùi luôn. Rồi. Dòng Super Carbon hàng Shimano. Super Carbon Shimano nha. Super Carbon này Shimano này. Trời, độ dài là 5m25 cho 5m30 luôn, khắc tem rất đẹp. Rồi, giá em này là 1 triệu, mã số 31. 1 triệu gồm combo luôn. Combo một cước nhảy, một hộp lưỡi câu và một phao thông minh. Phao thông minh nha, phao thông minh thì có nhiều màu lắm. Đây. Một bộ thế này nha. Giá 1 triệu. Mã số 31. Tiếp tục mã số 32. Chất liệu là carbon sóng vòng nha. Chất liệu là carbon sóng vòng mới tân luôn này, hàng Shimano Japan. Mấy dòng Super này là để thật cho anh em đánh bầu lực đây. Đánh bầu lực, đánh cá lớn. Rồi, tiếp tục mã số 32. 32 là một cây cần sút, độ dài là 3m3. 3m3. Pat là Pat Pusi Sip. À, Pat Pusi chứ. Pat Pusi. Pusi gặp dạng khoan là khoan lở xứ xám thế này đây. Rồi, cái này là cứng 30. Cứng 30, độ dài 3m3, chất liệu là phíp. Ngoại hình cần thì rút ra có bị sa sút dăm dăm nhiều. Rồi, đây. Rồi, cái này mã 32, chất liệu phíp. Ngoại hình cần có sa sút nhiều. Rồi, cũng là chất liệu là phíp đỏ thế này nha. Chất liệu là phíp đỏ thế này nè. Rồi, mã số 32. 32 này để cho anh em giá là 32. Rồi, để cho anh em giá cái này là 350k. Sút nha, cứng 30 nha.
độ dài 3m3, 350k 32. Tiếp tục mã số 33. 33 là một cái cần suốt carbon dòng Super nha, dòng Super của thằng Ryobi Japan, dòng Super chất liệu là carbon sống vào. Chất liệu là carbon sống vào, phôi cần mấy cây này là cũng rất mới, Pat Pussy. Đây, mấy cây này chưa lau chùi nha, lau chùi ra là mới toanh luôn. Lau chùi ra là mới toanh luôn nha, có sơ xước chợ gợn nhẹ thôi. Rồi. Chưa lau chùi thôi, lau chùi ra là mới toanh như mới luôn. Rồi. Cứng 27, độ dài là 39, dòng Super Light, dàn khoan là khoan Fuji. Dàn khoan Fuji thế này nha. Rồi mã số 33, Pat Pussy. Rồi cây này để cho anh em giá là 1.500.000, Pat Pussy. Dàn khoan đây. 1.500.000 nha, hàng nội địa nha. Mấy dòng này thì đánh rất là rất sướng luôn. Cứng 25, 27 luôn. Mã 33 giá là 1.500.000 dòng Super này. Super Light nha. Super này. Rồi mã 33. 1.500.000. Tiếp tục mã số 34. 34 là một cái cần 34 là một cái cần sút Pat Pussy, dàn khoan là khoan là ở khoan Pussy gặp thế này. Khoan chạy thế này nha, Pussy gặp. Rồi đây qua Japan cứng 25, độ dài là 39. Pat Pussy chất liệu là phíp đỏ cao cấp. Rồi. Mấy dòng này nó giá nó khá cao nè, nó cao cũng gần bằng carbon luôn á. Rồi, đây. Chất liệu phíp đỏ nha. Phíp đỏ là thích hợp cho anh em câu đánh lục, đánh bạc biển rồi rất ok nè. Mã số 34, 34 này để cho anh em giá là 600k, ngoại hình có sơ xước nhẹ. 600k nha, ngoại hình có sơ xước nhẹ Pat Pussy. Dàn khoan Fuji gặp mã số 34, 600k. Đây, ngoại hình cần. Dàn khoan Fuji gặp. Rồi, tiếp tục mã số 35. 35 là một cây cần tay độ dài là 4m50, một cây cần tay giả trúc độ dài là 4m50, chất liệu phíp, ngoại hình cần thì mới long lanh luôn. Ngoại hình mới long lanh luôn nha. Carbon thường. Cái này là chất liệu là carbon thường nha, carbon nha. Cái này là chất liệu là carbon, độ dài là 4m50, đây ngoại hình cần thì mới long lanh luôn. Ngoại hình cần mới long lanh luôn nha. Rồi cây này mã số 35, chất liệu là carbon, độ cứng cây này mấy h. Rồi độ cứng cây này là 1.5h, chất liệu là carbon, đột rút ra này. Đột rút ra mới long lanh nha. Rồi mã số 30 35 này để cho anh em giá là 35 combo và một bộ combo thế này nha. Rồi chất liệu là carbon combo, giá em này là 800k nha, chất liệu là carbon, hàng tay giả trúc, khắc tem rất đẹp này, của thằng Red House nha. Red House này khắc tem rất đẹp này. Rồi mã số 35. Một bộ combo nữa, giá 800k nha, chất liệu là carbon, cần giả trúc thì rất đẹp rồi. Rồi tiếp tục mã số 36. 36 là một cây cần sút độ dài 2m4, một cây cần sút độ dài 2m4 của thằng TFC nè. TFC hàng nội địa Nhật nha. Đây. Dàn khoan đây, dàn khoan là xứ xám. Rồi cây này cứng 25, độ dài 2m4, thích hợp cho anh em luôn relock con ngâm. Lăn xe. Pat Pussy. Pat Pussy xích nè. Pat Pussy xích nha, ngoại hình cái cần này 2m4 nè. Hàng TFC hàng nội địa Nhật. Ngoại hình cần thì mới long lanh nè. Rút ra mới long lanh nha. Rồi, cây này mã 36. 36 này để cho anh em giá là 36. Pat Pussy. Rồi. 36 này để cho anh em giá cây này là 330k, 36. Tiếp tục mã số 37. 37 là một cây cần cuối cùng luôn. Một cây cần cuối cùng cũng là một cây cần sút, một cây cần sút độ dài là 3m9, Pat Pussy, chất liệu là phíp đỏ. Cây này là chưa lau chùi vậy nha, nên là nhìn hơi cũ, cho em lau chùi ra là mới, chịu không nổi luôn. Mới tanh chịu không nổi luôn đó nha. Rồi chất liệu là phíp đỏ. Đây chất liệu phíp đỏ nha. Anh em về cầm cầm trên cây kiểm tra hàng trước khi thanh toán là thấy là mê luôn. Rồi cây này là cứng 30, độ dài 39, chất liệu phíp đọt rút ra nè. Đọt rút ra nha. Cứng 30, độ dài 39, cần là mới long lanh luôn.
lau chùi ra mới lông lên, mã số 37. 37 này để cho anh em giá là 650k nha. Anh em nhận cần tên tay là kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Pad Fuxi dạng khoen đây. Khoen đề 3 là Fuxi xứ trắng nha, còn lại là xứ xứ xám này. Rồi. Em này giá là 650k, mã số 37, cứng 30. Rồi em lên tạm là 37 cây cần về cho anh em tham khảo. Chúc anh em là ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và chúc anh em câu lên được nhiều cá. Anh em đừng quên đăng ký kênh của em và nhấn like, subscribe nha. Và để xem video mới nhất của em. Nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy 0794559193 nha. Cứ kết bạn Zalo là dễ nói chuyện nhất. Rồi anh em chúc một lần nữa chúc anh em câu lên được nhiều cá và thật nhiều Hugo nha. Rồi chào tạm biệt ạ.